Alo. Alo ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, câu hỏi của em là em muốn nhờ bên tư vấn giúp đỡ cho em. Là em năm nay là 50 tuổi. Vâng. Trước kia thì em cũng đỡ thời, em sinh được một số cháu trai, kiếm được đứa cháu trai. Năm nay cháu học lớp 7 rồi. Vâng. Thế vậy mà em đi làm thì là em có một ông cùng quê, ông đấy cũng nhưng mà khác cùng cùng tỉnh, khác xã, Vâng. ông đấy có xã trên em xã dưới. Thì là con ông đấy thì hiện nay có ông ấy được một đứa con, nhưng mà vợ ông ấy bỏ rồi, mà con đã theo mẹ sang nước ngoài ở. Thì ông đấy là muốn gọi là đến với em để có bầu có bạn. Nhưng em nghĩ rằng là em thì cố gắng làm được cái nhà rồi, thì em bảo anh đấy là anh cắt đứt vợ đi, ly hôn đi thì là mới lấy, còn nếu không thì em không lấy, còn nếu lấy thì ở về nhà em ở, chứ còn em mà ở trước hai thì em không ở được, sau này là tránh tình trạng như thế là con về đòi nhà đòi đất này khác. Nhưng mà anh đấy thì cứ không nghe, anh đấy cứ bắt là em về nhà anh đấy em ở. Thì em bảo rằng là về trên đấy thì em không ở đâu, mà nếu không cắt đất mà không dứt khoát thì em không lấy. Vậy thì xin lỗi rằng là tình cảm chúng em thì thực chất ra mà nói là cũng có ganh ghét nhau, nhưng giờ em không hiểu rằng là nguyên nhân như thế nào mà bây giờ em phải giải pháp ra sao để mà thôi thì cũng thương hại, mà để thì là nó cứ nghĩ về đấy, cho nên là không được lấy nữa, mà con Vâng. em thì em chưa dám cho biết. À, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự và có những cái chia sẻ với chị. Xin mời Vâng, em. em cảm ơn ạ. Rồi, xin chào. Vâng. Bây giờ thì mình đang làm gì ở đâu? Em đang làm giúp việc cho gia đình ạ. Ở Thanh Hóa hay ở Hà Nội? Em ở trên Hà Nội ạ. À thế à. Thế còn Vâng. cái anh bạn trai thì anh ấy làm ở đâu, có gần mình Anh không? bạn trai thì là anh đấy cũng ở Hà Nội, anh ấy về bảo vệ ở Hà Nội ở chỗ bệnh viện Thanh Nhàn ạ. Rồi, thế thằng cu học lớp 7 thì học ở trong quê hay là cũng theo mẹ ra đây? Cháu học ở quê. Thế hả? Ơn cháu ở nhà với ai, có an toàn, yên Dạ ổn cháu ở không? nhà với bà ngoại ạ. À, thế bà ngoại còn khỏe không? Dạ bà ngoại em thì cũng già rồi, năm nay cũng gần 80 rồi ạ. Thế nhưng mà thằng cu thì cũng lớn rồi, nó cũng tự, có khi tự nấu nướng ăn được, có khi còn hỗ trợ cả bà, đúng không? Vâng. Ừ. Thì cũng phải thà nữa, vì cái tổ chim nhà em cũng chăm được, đâm ra là Ừ. nó còi lắm, nó bé lắm. Thôi nó sang năm chắc là cậu đi gọi là phát triển chậm thôi, sang năm lên lớp Vâng. 8 lớp 9 là cậu ấy dậy thì cậu ấy lớn vổng đến bây giờ ấy mà. Này Vâng. phải nói rằng là mình đúng là khát khao có cái cuộc sống gia đình, nhưng mình cũng là người cực tỉnh, phải nói là rất tỉnh Vâng. đấy, rất là đáng quý đấy. Vâng. Đúng, đến với cái ông bạn kia cứ đến chơi, cứ chơi, kết bạn cho nó vui vẻ, cứ kết bạn chẳng ai ngăn cấm mình, thì bây giờ thì cũng là gái không chồng, tức là chẳng khác gì cô gái còn son, Vâng. chả có vướng mắc cái gì để mà bảo là thế này thế khác. Mình cũng Vâng. chả lợi dụng ông, mà ông thì chẳng chả có gì để cho mình lợi dụng, đúng không? Vâng. Đến với nhau chắc là trên tinh thần là đôi bên cùng xa quê, đều cũng gọi là có những lúc nó buồn thì chia sẻ với nhau không sao cả. Nhưng cái việc Vâng. tiến xa hơn đúng như là mình đã nhận định. Một là anh ấy phải ly hôn vợ. Vâng. Chứ còn bây giờ mà chỉ vợ vì vợ chồng giận dỗi nhau rồi cô vợ đưa đứa con đi ra nước ngoài ở, nhưng mà trên tinh thần là vẫn còn là vợ chồng, đùng cái nó về. Đúng là không chỉ đứa con nó đòi nhà mà bà vợ bà ấy đòi chồng. Mình Vâng. là thành người chen ngang, mình chả cần thiết như thế, đúng không? Vâng. Thế còn thì cái đấy mới là cái việc quan trọng. Còn cái việc mà khi mà anh ấy đã hoàn tất được cái thủ tục ly hôn với vợ, thì cái việc là ở anh ấy về nhà mình ấy, mình lên nhà anh ấy cũng không quan trọng nữa. Nhà mình có Vâng. thể vẫn cứ để đấy, trốn đôi nơi cũng đã làm sao. Mình cũng chẳng phải bảo là nếu mà theo anh ấy về nhà anh ấy thì mình phải bán nhà mình đi để mình hai bàn tay trắng. Không phải, nhà Vâng. vẫn để đấy, mình vẫn đi làm, anh vẫn đi làm, nhà anh với nhà mình vẫn để đấy, đúng không? Vâng. Thôi thì ngày lễ ngày Tết thì ngày nghỉ nhé, dỗ chạp thì mới về quê, thì
ở bên đâu thì ở, không phải để phòng, nhưng mà đúng là mình cũng còn có cái vốn vì nhà mình có thằng cu con trai. Anh ấy có thể không còn gì nữa, có đứa con nó theo mẹ nó rồi, nhưng mà mình thằng cu con trai nó cũng đã thiệt thòi, thì sau này những thứ mà mình đã có cho đến bây giờ là phải để cho nó, để cho nó yên ổn. Thế còn cứ nói với anh như thế, bảo em nói thật chứ em cũng 50 tuổi rồi, cô đơn thì cô đơn thật, thèm khát thật, nhưng mà em chả chơi cái trò mà anh thì cứ lập là vợ con anh đi nước ngoài, biết đâu mình cứ phải trêu ông ấy mà, chọc khích ông ấy, biết đâu anh ăn hay mang, anh chỉ coi em là cái chỗ mà gọi là lúc mà anh đói thì anh ăn, không có cơm là anh tạm ngô khoai, đến lúc mà anh ấy nói rằng vợ con anh ấy xích mích rồi là vợ đưa đi nước ngoài, mình đâu đã biết chắc được, biết đâu đấy là trong kế hoạch nhà anh ấy, vợ đi xuất khẩu lao động nhân tiện, hay là đi nghiên cứu sinh, hay là đi học tập được quyền để mang theo đứa con, thế là rồi 3 năm hết nhiệm kỳ rồi cô lại về gia đình, lại cô kia mang đống tiền về, anh lại nhăn nhở anh đoàn tụ vợ anh nên mình trắng tay. Cho nên là đấy, mình cứ phải thích trò chơi, em cứ bao giờ em nhìn thấy anh rõ ràng em gì gì cứ tiến xa, nếu là bạn bè vui vẻ thì được, cà phê cà pháo thì cũng không sao, nhưng mà tiến xa thì em cứ phải một mình một chồng, chứ em chả chịu chơi cái đoạn chung chạ với ai nhá, cứ Cà bình phê tĩnh em còn cảm thì ơn chương trình nha. Cảm ơn mọi người chúc chương trình như thế là ngày tốt đẹp, sức khỏe tốt. rồi rồi xin cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn.